Xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô cây Hoàng Dương Indo nha anh chị. Đó, cây này rất là lâu lớn nha. Nè, nó có hoa có trái như thế này rất là đẹp nha anh chị. Đó, củ đế này cũng rất đẹp ha, tại cái này em chưa có bư ra nha anh chị. Đó, đế dưới này rất là nhiều luôn á, cây này sống khỏe thường chậu rồi. Đó, cây này nuôi cả 3 năm trở lên nha anh chị, mới được bư lớn nha, trồng chậu 3 năm rồi đó anh chị ơi. Này, em bán 265. Một bán một cặp nha anh chị, 265. Rồi, đó hoành đi em. Hoành là cỡ 6 nha chị. Chiều cao nó 55. Chiều cao trung bình cỡ 55 đó. Rồi 265. Rồi cặp này giao luôn chị 350 ngàn thôi. Em bao ship tặng nơi cho mình luôn ha. Rồi tiếp theo 266. Nè, mấy củ này về cô chú anh chị mà cắt bonsai mini thì tuyệt vời luôn nha anh chị. Bao hàng luôn ha. Nè, đế cái nào cũng đẹp chứ ha. Đó. Đây, đọc cái này đi. Nghe chung cỡ bằng cây giết lông đó. Hoành trước đây là 8. Hoành 8. Chiều cao 37. Chiều cao 37. Cây nào đế cũng đẹp nha anh chị, tại chưa có mặn xuống nha. Rồi 350 ngàn luôn anh chị ơi, 266. Rồi tiếp theo 267. Nè, rất là đẹp luôn nè. Đó, đế. Cây nào cũng đẹp nha anh chị. Đó, cái này chị về làm bonsai mini là tuyệt vời luôn á. Cành nó rất là dẻo nha anh chị. Hoành 7. Chiều cao 30. Mã số 267. Rồi cũng 350 ngàn ha. Đồng giá một cặp 350 ngàn. Em bao ship tặng nơi cho mình. Rồi tiếp theo 268. Chị coi nè. Tại mấy cây này nè, em chưa có bư đế ra nha chị. Chứ đế nó sổm dưới rất là nhiều nha. Tại vì cây này ta nằm chậu từ đó tới giờ luôn. À. 27. Hoa rất là đẹp nè chị. Hoa trái nè ha. Chiều cao 44. Rồi cũng 350 ngàn thôi. 268. Rồi tiếp theo 269. Đó. Cây nào đế cây này làm đế là nó xổm xuống rất là đẹp luôn anh chị. Nó Hoàng Dương Indo ha, hoa trái rất là đẹp. Hoành 7. Hoành 7. Chiều cao 40. Này chơi bonsai mini là tuyệt vời luôn nha anh chị. Mã số 269. Rồi 350 ngàn luôn nha anh chị. Rồi tiếp theo 270. Quá đế anh chị. Hoành 7. Chiều cao 45. Cái này em làm đế xuống là nó xổm như tới dưới luôn nha anh chị. Rất là đẹp. Mã số 270. 270. Rồi cũng 350 ngàn một cặp thôi. Em bao ship tặng nơi cho mình. Rồi tiếp theo 271. 271. Hoành 8. Hoành 8. Chiều cao 46. Chiều cao 46. Mã số 271. Rồi cũng đồng giá 350 ngàn em bao ship. 272. Đó, anh chị coi nè. Cỏ nó mọc đế nằm dưới này rất là nhiều nha anh chị. Đó, cây này cũng là cỡ nhau, một cỡ nhau hết trơn ha. Hoành khoảng 6, 7 gì đó. Hoành chứ là 7,5. Đó, 6, 7, 8. Chiều cao 37. Đó, mấy cái này bonsai về dần bonsai mini là tuyệt vời anh chị. 350 ngàn. 272. Rồi tiếp theo 273. Đó, cỏ nhiều chưa mặn được. Chị nhìn thấy ha, cây rất là đẹp nha chị. Hoành 8. Hoành 8. Chiều cao 37. Chiều cao 37. Mã số 273. Rồi cũng 350 ngàn báo ship. 274. 274. Đấy, cây nào cũng nằm dưới này rất là đẹp. Hoa trái nè chị. Đó, ra đầy luôn, ra hoài luôn nha chị. Quanh 6. Nó hoa trái quanh năm luôn, nhìn nó ra cây rất là đẹp luôn. Chiều cao 44. Rồi cũng 350 ngàn một cặp, em bao ship tặng nơi cho mình. 274. Rồi tiếp theo 275. 275. Bonsai mini đẹp lắm anh chị ơi. Quanh dưới là 8. Nó ra bông rồi rất là đẹp luôn. Chiều cao 35. Rồi cũng 350 ngàn một cặp, em bao ship. 275. Rồi tiếp theo 276. 276. Hoành 8. Hoành 8. Chiều cao 40. Chiều cao 40. Đó, củ rất là đẹp luôn. Mã số 276. Rồi cũng 350 ngàn nha anh chị. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị.
Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. À, này em bán là 150.000 một ký, em bao ship tặng nhà cho mình luôn đó, từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây đó, cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly giá là 150.000 một ký. À, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. À, dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp, một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ đó. Một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây đó, trọn bộ của nó ha. Mấy cưa, hàng cưa này em bao bán nha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra, bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000, 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, theo bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm, hàng này là hàng của Nhật nha cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô chú chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm thì tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha, gọi là sắc bén ha. Hàng này hàng của Nhật nghe cô chú chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú về, lâu lâu mới về được này ha cô chú chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình thoa keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nghe cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nghe cô chú anh chị. À, rất là dày nghe anh chị. À, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này thì xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình đó. Khỏi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này chơi rồi là mình dán lên vô ha cô chú chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn như thế này 70.000 nha. Mới về, hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị. Ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh Gia Băng ha. Bao bán luôn. Anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Hàng của Nhật. Đảm bảo chất lượng ha. 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem này ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình, giá là 390.000. Đó, là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha cô chú anh chị, về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây
đục đủ loại hết trơn ha. Dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn đó. Hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu đó, màu đen và màu đỏ đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây, em bao ship 120.000 một cây, em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn, chất lượng loại này em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô anh chị luôn, về cứ mở ra test thử à, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là chắc bán, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha quý anh chị, 180.000 một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mắt nhìn ra bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó, về phục vụ cho cô chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nha quý anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cạp xéo, cạp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng, đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi, tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muốn cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nè cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nghe anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nè cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bộ rễ cho cây phát triển tốt nha cô chú anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú anh chị nào cần thì cứ liên hệ